Hello mọi người nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với ba của mình. Thì ngày hôm nay thì mình nghe nói là hôm nay các bạn sẽ nhận được 200 đá quý free các bạn. Nani? Chính xác hơn là 222. Ở đâu? 220 đá quý các bạn ạ. À. Các bạn không nghe nhầm đâu các bạn ạ. À. Thật sự ở trong phần tin tức ngày mọi người mình bấm vào phần thông báo này các bạn ạ. À. Là hôm nay là các bạn sẽ thông báo gì đây? Mọi người hồi bữa mọi người biết cái lỗi mà không đăng nhập được Facebook không mọi người ấy? Hồi bữa mình cũng không có đăng nhập, mình vô game mình bị văng cái màn hoặc là không đăng nhập được mọi người. Đấy. Thì nội dung đền bù thì nói chung là đập vào mắt mình trước đi chính là 220 đá quý các bạn ạ. Wow. Phần thưởng được gửi vào thư về giới hạn hiệu lực 7 ngày. À này biết rồi. Ok, nói chung mình đã đền bù 222 đá quý, lộn 220 đá quý các bạn ơi. Không biết mình có nhận được 220 đá quý không nữa thì mình sẽ vào thư nha mọi người. Thì mình vào thư thì mình không biết nó nhận, mọi người biết nhận chưa nữa. Không biết mọi người nhận chưa? Ok thôi không sao mọi người, nói chung là bạn nào bữa bị lỗi chắc chắn là sẽ được rồi mọi người. Còn mình biết có được không nữa thì mình vẫn chưa biết nữa, không biết bạn nào nhận chưa nữa, các bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Ok các bạn ơi, thì ngày hôm nay thì mình có phát hiện ra một cái điều kỳ lạ ở trong phần tiệc các bạn ạ. Cái này các bạn ạ, mọi người bấm vào này mọi người ạ. Ok thì ngày hôm nay mình phát hiện một cái ai cặp mới các bạn ơi. Nhưng mà bây giờ thì mình quen một cái ai cặp nào đây các bạn? Đó, chưa gì mà mọi người thấy không? Ui giời ơi. Ui giời ơi. Ui. Cái gì đây này? What the hell? Sao nó rộng như boy? Sao mình nhìn thấy nó hoàn tráng thế nhờ? Anh đù. Ôi ôi ôi. Ôi trời ơi. Ôi mình đi đâu đây các bạn? Ui dồi, nó dẫn mình đi đâu đây các bạn ơi? Không biết nó sẽ dẫn mình đi đâu đây mọi người ạ. Ui ơi, dẫn mình lên đây các bạn ạ. Nó sẽ dẫn mình lên đây mọi người ạ. Ui ôi, nó sẽ dẫn mình lên đây thì này đã. Bây giờ thì mình sẽ khám phá cái ai cặp này nha mọi người. Mình coi cái ai cặp này nó sẽ như thế nào nha. Hình như chủ nhà này kêu đi qua đây. À bắt cua. Trời ơi. Là một cái bắt cua các bạn ạ. Ok. Mình sẽ bắt cua nha. Đó, đường tắt nè. Đó, đường tắt này mà không đi, đi đường kia. Trời ơi. Mình đi đường tắt các bạn ạ. À. Mọi người thấy ban tôi đi đường tắt ảo ma chưa? Rồi, bây giờ cái chỗ này đi tắt có vẻ không ổn à. Mình sẽ đi đường bình thường mọi người. Đó, xuống đây, xuống đây. Xuống đây. Ừ. Ui giời ơi. Rồi, mình đã qua thành công rồi các bạn ơi. Xuống đây, xuống dưới đây. Từ dưới đây mình phóng qua đây luôn. Đó, trời ơi, phóng qua đây luôn. Đó, ôi giời ơi. Rồi sao nữa? Nó dễ thôi hả? Ok, không chưa đâu mọi người. Chưa hết đâu các bạn à, chủ nhà chỉ là thử lòng thôi. Từ đây mình đi tắt qua đây các bạn. Nó. Xuống đây luôn. Ui. Xém toang. Từ đây qua ông ta thôi, mình sợ té mọi người. Thôi đi mấy công đi lại nên cũng hơi fail mọi người. Từ đây. Ê. Đây nhảy qua. Rồi, ok, mình đã nhảy qua thành công. Xuống đây các bạn. Đó, thôi rồi các bạn. Rồi giờ sao nữa? Đi xuống này hả? Rồi đi xuống này rồi đi đâu nữa mọi người? À, đi bên đây mọi người. Thấy không? Mọi người thấy con rắn này mọi người, nhìn rắn này. Đó, ui. Rắn mọi người. Ui. Mấy con rắn nó nhảy lên mặt cái hồ luôn, mặt cái thùng luôn các bạn ạ. Ấm ma. Rồi, bây giờ sao nữa? Lên đây các bạn. Ok. Ê, xém té trời ơi. Lên đây sao nữa? À nhảy đây à. Bên đây à. Ok thì quay bên đây là chủ nhà sẽ cho mình đi đâu đây các bạn? Nhảy đây hả ta? Nhảy bên đây có phải không? Bên kia là cái gì ta mọi người? Hình như chủ nhà đặt cái mấy cục trượt một đống đây là cái gì ta các bạn? Bạn nào biết các bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Còn bây giờ thì mình sẽ đi theo cái hướng dẫn của chủ nhà cái đi các bạn ơi. Mấy công kẻ mình bị lạc nữa mọi người. À chắc là cái khúc này là mọi người chủ nhà kêu là nếu mình có bị rớt xuống á là còn may trúng ngay mấy cái cục. À mình hiểu không? Thế là mấy cục xanh xanh này nó sẽ đỡ mình, nếu mình rớt thì mình có còn đi lại được các bạn. Ê cha cha, chủ nhà nói chung là cũng tâm lý đấy. Cũng hợp lý đấy các bạn à. Đây là một cái bắt cua ai cặp phiên bản, phải gọi là phiên bản thứ hai các bạn ơi. Phiên bản ai cặp thứ hai đấy các bạn ơi. Ui. Ôi như thế này thì ban tôi dễ chơi dễ trúng rồi mọi người á. Tụi đây nhảy xuống đi luôn. À, dễ, mình thấy cái này dễ nha mọi người. Mình thấy cái này siêu dễ luôn mọi người ạ. Không biết cái dễ đối với mình, không biết các bạn như nào đây. Hay à, không biết các bạn đã hoàn vào căn nhà này chưa nữa, các bạn bình luận phía dưới nha. Và các bạn nào hoàn thành căn nhà này rồi thì các bạn comment nha mọi người ơi. Rồi xuống đây nào. Ui. Ui ôi. Ui ôi. Cái gì đây? Qua đây các bạn ạ. Quá đơn giản đối với mình, cái này đơn giản mọi người. Này đi qua đi lại thôi, gì đâu chú nhà ơi, chú nhà. Không biết tí nữa có cái gì khó hơn ta, để mình coi thử mình là bắt cua một đậu thử nó có gì khó hơn nha các bạn. Hiện tại là mình thấy cái khúc này nó hơi dễ đấy các bạn ạ. Ok thì tới khúc này là mình thấy hiện một cái gì đó kia. Rồi đi lên cầu thang. Ui mình tưởng cái gì chưa. Lên cầu thang này dễ dần. Rồi. Lên đây các bạn ạ. Ok bây giờ mình sẽ đi lên đây nha. Thì lên đây thì chúng ta sẽ chủ nhà sẽ cho mình nhảy qua đây. Rồi nhảy qua đây, lên đây. Hiện tại bây giờ mình đã xong một cái đợt đây rồi, bây giờ mình chủ nhà sẽ cho mình lên một cái ngọn núi gì đây các bạn ạ. Lên núi đây hả? Ê. Rồi. Bắt cua bên đây hả? Nhảy bên đây hả? À, cứ nhảy mấy ngọn núi này thôi các bạn ơi, dễ nè. Bây giờ cứ nhảy mấy ngọn núi này thôi, rồi nhảy xuống đây. Rồi qua biển các bạn ơi. Rồi xuống đây rồi đi đâu nữa, đi lên đây hả?
Ê, từ từ cẩn thận nha, coi chừng nó có cái kẻ mọi người, nó có cái kẻ ngay vô đây các bạn ơi, mọi người thấy không, ai mà đi dậm chân vô cái lại kẻ đó rớt xuống đáy xã hội đấy các bạn ha. Rồi chuẩn bị tiếp tục hành trình là đi bắt cua bên này nữa các bạn ạ. Đây đây mọi người không biết đi, ui sao nó rộng nhờ, cái mắt này nó rộng mọi người. Ui, đi tới đâu đi, nói chung là cái tháp Ai Cập kia là điểm cuối cùng các bạn ơi. Ui rồi ôi làm sao mà đỡ được các bạn. Rồi đi xuống đây các bạn ơi, ok mình sẽ đi xuống đây nha mọi người. Ok thì đi xuống đây thành công rồi. Đó đi ở đây. Mấy mọi người đừng đi xuống cái vòng quay màu xanh xanh nha các bạn. Vòng quay màu xanh xanh là nó sẽ cho mình té rồi đi lại thôi mọi người ạ. À. Ok. Đó đi xuống này. Đó. Cái mũi tên đi lên nhưng mà thực ra nó lừa mọi người. Chủ nhà này nó xuống. Ê từ từ hình như có vẻ là lần này nó bị hơi khó hơn bên kia. Có hơn bên kia một chút rồi. Ok, nhảy lên. Nhảy lên. Đó. Rồi ok mình đã qua thành công rồi các bạn ơi. Lên này nè, nhảy lên. Đó. Ôi giời ơi. Ui, xém té nha, xém té nha mọi người. Đơn giản và easy luôn. Rồi qua đây các bạn ạ. Ủa sao nữa? Nhảy xuống này hả? Ui ui ui. Ui, xem to nha mọi người ạ. À. Hiếm lắm đây. Trời ơi hiếm nữa, một tí nữa là ngủm rồi mọi người ạ. À. Xuống đây, nhảy vào đây. Nhảy vào đây. Ok, mình đã qua thành công rồi các bạn ơi. Rồi nhảy xuống đây các bạn. Ui. Ui. Ui ôi, qua nè. Ui bây giờ cái này đơn giản lắm mình các bạn, nhảy cái một các bạn ơi. Ôi. Cái này nó còn dễ hơn bên kia nữa các bạn. Cái này cứ đi qua đi lại thôi. Sao nó giống như nó lặp đi lặp lại các bạn. Ui dễ. Có cái nào khó hơn đi chủ nhà ơi. Cái này dễ quá chủ nhà ơi. Cái này khó quá à. Cái này quá dễ các bạn ạ. À. Rồi giờ sao nhảy tam thảo này hả? Nãy giờ mình chưa nhảy mà tính ra nãy giờ mình nhảy mình chưa té cái nào các bạn ơi. Chỉ là xém té thôi, chưa té mọi người. Quá dễ với mình cho nên là chưa té mọi người ạ. À. Rồi cứ tiếp theo là mình sẽ đi lên một cái cầu đây mọi người. Xong mình đi lên một cái cầu trượt bên này. À đi lên cầu trượt bên này. À chúng ta phải nhảy tiếp tục vẫn nhảy kiểu như này mọi người, nhảy qua mấy cái cột này các bạn ạ. À, thì mấy cái cột này mọi người nhìn dễ thôi chứ nhìn nó hơi lú nha, nhìn nó hơi lú nha mọi người. Cẩn thận ơi. Đó, cẩn thận thôi các bạn. Đó, ui ơi, hơi cao nha mọi người, mình để cái góc này đợi nhảy nha nó dễ các bạn ơi chứ không thôi nữa hơi bị té nha, hơi bị khó khăn đối mình các bạn ơi. Gần tới với chung nhẹ sao nãy giờ chưa tới ta. À đây 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 đây, tới đâu, lên đây lên. Ok thì lên tới trên đây là chuẩn bị chúng bà vước bước vào một cái con cầu màu xanh. Hiện tại mình đang ở trong một con cầu màu xanh mọi người. Trời ơi mọi người nhìn cái map này ôi. Nó rộng dã man con tàn các bạn. Ôi mà công nhận là chủ nhà này xây như này là phải kỳ công cục cờ lắm nha mọi người. Kỳ công mà cực kỳ là khó khăn cho chủ nhà luôn. Không tiếc gì mọi người sao chủ nhà này hơi tiếc các bạn ơi. Ok mình để chơi căn nhà này free mà, chủ nhà này mình xây mà. Ờ lộn, chủ nhà xây quên chưa. Nói chung mình chơi free mình phải tặng sao cho chủ nhà này các bạn ạ. À. Ok bây giờ chúng ta sẽ bước xuống này. Phe đấy mà mình phanh gấp, phe đấy mình không thắng lại cái là ôi rồi ôi xuống xuống đấy rồi đấy các bạn. Ok đó, qua đây qua đây. À, bây giờ chúng ta sẽ bắt cuộc ôi sao cái cột đây giống như mình cột bên kia ta, bắt cua y chang luôn các bạn ạ. À. Ôi mà công nhận cái map này mọi người nhìn này, trời ơi nó xanh lét các bạn, mình thấy mấy cái cầu trượt nó xanh lè luôn mọi người à. Đó mà mọi người nhìn cái đống cầu thang cầu trượt mà đi lên này, mọi người đi lên này, trời ơi chắc một đống kim cương mọi người, trời ơi, một đống đá quý luôn các bạn ạ. À. Ôi giời ơi. Ok, mình chuẩn bị sắp xâm đột nhập vào cái tháp Ai Cập rồi các bạn ơi. Và vẫn chưa hết đâu nha mọi người, chưa hết đâu các bạn. Bởi vì vô cái trong tháp Ai Cập là chủ nhà nói là bên trong tháp Ai Cập là vẫn còn nhiều các mật mã nữa. Phải giải mã các câu hỏi nữa mới tới một cái chùm cuối các bạn ạ. Đó. Rồi ok, bây giờ mình sẽ nhảy đây nha. Nhảy xuống đây là chúng ta sẽ chủ nhà sẽ cho mình xuống dưới một cái hồ nước. À. Ôi rồi xuống đây. Rồi, qua bên đây. Ok, nhảy vào đây. Ok, thì tới chủ nhà bên đây á. Là bây giờ chúng ta sẽ nhảy lên, nói chung bây giờ chúng ta nhảy lên đây cái đã, cẩn thận nhảy lên đây cái đã, nhảy lên cái đã, cẩn thận các bạn đừng té nha mọi người. À, nhảy lên không biết mình có lên được thành công hay không đây, nhưng mà bây giờ à mình kiếm, nói chung mình phải kiếm lên, mình phải leo lên tới đỉnh các bạn ạ. À. Mình phải hoàn thành tên lên tới đỉnh mới ăn nha mọi người, cẩn thận mọi người, nhảy phải cẩn thận các bạn ạ. À. Leo lên tới đỉnh các bạn. À, ở trong đây nó có cái gì này nè các bạn. Ui 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 trong đây nó có gì đi, hiện tại là mình đang đột nhập vào bên trong rồi mọi người. Phía dưới đây á, là một không trung giống như là Ai Cập này á, nó đang lơ lửng ở trên không trung đấy các bạn ơi. Rồi bây giờ thì mình sẽ giờ sao đây, giờ sao đây, alo alo giờ sao đây mọi người. À giờ chúng ta phải giờ sao đây ta, mình phải giải mã cách để đi lên các bạn ạ. À. Giờ mình sao đi lên đi mọi người ạ. À. Mình đang tìm cách các bạn ơi. Ờ để mình suy nghĩ coi cái cách nào nó mình đi lên được không, đi lên được không, chưa chưa chưa, mình phải đi ra lại, đi ra lại, đi ra lên đây các bạn ạ. Cái này chỉ là trang trí cho đẹp thôi chứ còn bên ngồi đây mới đúng nè mọi người, hồi nãy mình thấy cái cột này mới đứng được nè, đó lên được các bạn, đó chủ nhà đặt mấy cái cột này để chúng ta đi lên nè các bạn ơi. Ui rồi ui mọi người nhìn là thô nó cao giả quá. Ui rồi mọi người ạ. À. Ok ui mình sắp lên được cái đỉnh tháp Ai Cập rồi các bạn ơi. Ô ôi hiện tại mình đang ngay cái mũi tháp Ai Cập hay sao mọi người ạ. À, đâu
Đúng rồi, đúng rồi. Mọi người nhìn nè. Ô, hồi nãy mình xuống cái chỗ này nè mọi người. Thử tạm mình lên tới tay không? Oai. Chinh phục đỉnh thành công. Và đây là thành công hay không đây? Yeah. Ê, trên này cũng có vài bạn cũng thành công nè mọi người ạ. Ôi giời ơi, leo tới đỉnh luôn á. Bây giờ nói chung là mình thấy cái tháp này à, sau khi thời gian hồi nãy giờ mình leo thì mình thấy cái tháp này nó đơn giản quá các bạn ơi. Không biết bạn nào đã hoàn thành với cái tháp này mà đi một mình chưa mọi người? Thì các bạn cũng đã thấy rồi đó. Nếu bạn nào chưa thấy ai chưa hoàn thành cái tháp này đi một mình thì mình cũng đã hoàn thành bằng cách là mình đi đúng một mình luôn, mà đi đúng một lần nhưng mà không té một cái nào luôn mọi người. Chỉ có xém té thôi các bạn ơi. Ui giời ơi, mọi người xem video này mọi người thấy gì không ngần ngại gì cho mình một like, một đăng ký kênh đi bạn. Mọi người thấy ba anh nhảy như thế này mà không bóng lấy thì trời ơi làm sao mà không bên buồn đấy nhá, bên biết là bên buồn đấy. Mọi người bấm like đi nha mọi người, cảm ơn rất là nhiều. Ok, và mình nghĩ là mình sẽ hiện tại bây giờ không biết còn cái đỉnh tháp này, không biết còn cái đỉnh nào nữa không thì các bạn bình luận phía dưới cho mình nha. Thì bạn nào thấy căn nhà này xịn sò thì bạn bình luận phía dưới mình để mình qua mình phá đảo luôn các bạn. Ok, thì còn bây giờ thì mình cũng cảm ơn các bạn đã theo dõi video này của mình nha mọi người ơi. Ba mọi người hẹn mọi người những các clip tiếp theo và đừng quên bấm like nha, không bấm like là bạn biết mình buồn á. Ok.